Tao chỉ biết đường này nát bét hết rồi, rau cỏ của bọn tao không bán được. Mày phải đến. Này, nếu không thể nói chuyện đàng hoàng, thích đụng tay đụng chân tôi sẽ báo công an đấy. Eo ơi, tao lại sợ mày quá. Họ trả canh bao nhiêu tiền để đến quậy phá? Thưa cô bác, anh chị, nghe cháu giải thích đi ạ. Không có giải thích gì hết. Thôi, mọi người bình tĩnh, để cho công ty họ giải thích. Cô nói đi. Thưa bà con, công ty của chúng tôi luôn tuân thủ toàn bộ quy định về môi trường cũng như quy trình sản xuất. Như bà con đã biết, vùng đất này trước đây quanh năm ngập úng, năng suất nuôi trồng gần như bằng không. Từ khi công ty của chúng tôi về đây thuê đất đai, nhà xưởng, hàng trăm người dân lao động có công ăn việc làm. Còn việc hôm nay mọi người bị kích động là do có một công ty khác muốn chiếm đoạt thành quả lao động của chúng tôi, nên đã thuê đám lưu manh về đây để quấy phá. Tất cả những gì tôi nói đều có căn cứ, thậm chí có bằng chứng. Cầm mồm! Ai nói bọn bố mày kích động? Ha! Kích động! Cái lúc em nói chia tay á, lão ấy đồng ý ngay không do dự. Em đã thấy nghi rồi. Lập luận cũng sắc bén đấy. Thế nhưng mà từng ngày dữ liệu đủ để chứng minh Gian có tình mới không? Chị này, em ở với lão ấy ngần đấy thời gian, tính khí như nào em còn lạ gì nữa. Thử không có cửa nào xem, kiểu gì chẳng phải quay đầu về xin em tha thứ ấy. Em chị thì bị cắm sừng như thế, cần người chia sẻ thì chị lại không chịu nghe. Thật ra là không phải chị không muốn nghe, nhưng mà tao nghe đến ong cả tai rồi. Thế bây giờ muốn gì? Chị phải đi bắt trà xanh, vạch mặt lão An với em. Con này, làm gì đấy? Tao không đánh mày tao không chịu được mà. Mày chia tay, xong giờ mày nói đi bắt trà xanh, logic mày học ở đâu ấy? Nhưng mà em không cho phép ai đối xử với em như thế. Em vẫn còn yêu Gian, em không thể để mất Gian được. Cầm nhiệt độ, trên 38.5 thì uống liều hạ sốt, mỗi liều cách nhau 4 tiếng. Ok, cảm ơn. Bây giờ thì chị có thể về rồi đấy. Cậu ăn xong bát cháo này, uống xong thuốc tôi sẽ về. Chị có vẻ hợp vai bảo mẫu quá nhỉ. Cháo đủ nóng nên ăn không bị bỏng. Có cần thêm tiêu ớt gì không? Sao nhiều hành vậy? Ba tôi không nói với chị là tôi không thích ăn hành. Đây là cháo giải cảm, ngoài hành còn có tía tô thịt băm. Cậu không ăn thì vớt riêng ra. Khi nào bát cháo đã hết hành thì tôi ăn. Chị muốn lập công với bà tôi phải không? Nhặt hết chỗ hành nó đi. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rủi ôi. Ôi, ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mắt bà cái song song nhìn trời.